Chào anh chị, em Hoàng An xin được gửi lời chào đến tất cả anh chị. Chào mừng tất cả anh chị đã đến với kênh YouTube An Ô Tô Cũ Bình Dương, kênh bán hàng của siêu thị ô tô Bình Dương. Ngày hôm nay, một buổi trưa, 12 giờ trưa rồi, ngày 13 tháng 10 năm 2020, em Hoàng An lên sóng giới thiệu chi tiết về một mẫu xe đang đằng sau lưng em Hoàng An, một chiếc xe vô cùng đặc biệt và lát nữa em sẽ giới thiệu chi tiết sau anh chị nhá. Và anh chị xem kênh video qua kênh YouTube An Ô Tô Cũ Bình Dương cho em Hoàng An một like, một đăng ký kênh cũng như là chia sẻ kênh để nhận những thông báo mới nhất cũng như là nhấn nút chuông bên cạnh anh chị nhá. Bên em siêu thị ô tô Bình Dương chuyên mua bán trao đổi ký gửi tất cả mẫu xe ô tô đã qua sử dụng. Vì vậy mà anh chị có nhu cầu mua bán trao đổi hay ký gửi thì alo cho em An theo hai số hotline 0943 444 550 cũng như số điện thoại 0968 390 391 anh chị nhé. Bên em thì luôn luôn cam kết chất lượng về tất cả những chiếc xe bán ra, hỗ trợ ngân hàng tối đa trên toàn quốc, kể cả anh chị đang ở đâu bên em cũng hỗ trợ ngân hàng được. Thì ngay sau lưng em Hoàng An là một chiếc Mazda CX5 2016. Đây là số tự động, máy 2.5 bản 1 cầu. Chiếc xe có màu nâu, một cái màu cực kỳ đẹp. Đi đúng 14.000 km anh chị nhá. Em Hoàng muốn nhấn mạnh cái từ 14.000 km và chiếc xe 4 năm rồi, 14.000 km quả là khó tin. Nhưng mà chiếc xe thì không biết nói dối. Và ngay sau đây thì em sẽ cầm máy và giới thiệu chi tiết về mẫu xe này để gửi đến tất cả anh chị nhá. Đây, một chiếc CX5, một mẫu SUV 5 chỗ ngồi của Mazda với kiểu dáng quá là trẻ trung, cứng cáp và rất là thể thao, đúng không anh chị? Rất thể thao. 2016 thực sự khó tin nhưng mà nó là sự thật. 2016 chạy đúng 14.000 km mang biển Bình Dương, một chủ từ đầu. Đó, chiếc xe thì nước sơn zin khoảng 98%, dặm một chút thôi. Rất đẹp anh chị ạ, và giá bán cho mẫu xe này đang là 690 triệu cho một chiếc xe đi 14.000 km. Thực sự ra là khi mà có khách hàng kêu bán chiếc xe này bọn em cũng không tin đâu, nhưng mà khi mà lên xem xe trực tiếp thì mình chính thức là tin. Đó, không phải tin vào mắt mình. Chiếc xe này thì chủ xe gia đình cũng có mấy xe cơ nên là đi rất là ít. Thì một chiếc xe mẫu SUV này thì kiểu dáng quá đẹp rồi, đúng không ạ? Gầm cao, rộng rãi, máy 2.5, đây là bản cao nhất của CX5 rồi, 2016. Đó, những thiết kế của bản này thì tất cả cụm đèn pha, em sẽ giới thiệu cụm đèn pha đều là dạng đèn led hết anh chị nhé. Đèn gầm sương mù cũng là dạng đèn led, bóng led hết. Có một giải đèn led định vị ban ngày ngay cụm đèn pha. Rất đẹp quá, máy 2.5. Mặt ca lăng thì dạng hình đa giác, rất ngôn ngữ thiết kế của Mazda mà. Đa giác mạ chrome, ở giữa là một cái biểu tượng rất quen thuộc của Mazda. Xe đi đúng 14.000. Anh chị có thể thấy cái cụm đèn pha không? Rất đẹp đúng không ạ? 14.000 km chắc chắn là rất là khó kiếm một chiếc xe này. Phần thân xe, những đường nét rất cứng cáp, rất khỏe khoắn của mẫu xe CX5. Chiếc xe thì sử dụng mâm đúc hợp kim 19, màu đen, mâm màu đen 5 chấu, rất đẹp anh chị ạ. Và tất cả là vỏ teo xe ấy chị nhá. Đây em sẽ quay chi tiết vỏ này. Đây anh chị có thể thấy nhá, đết vỏ là tuần thứ 21 năm 2016. Đây, tất cả là những chi tiết mâm này là sơn màu đen, đen xám ở đây. Mâm phay anh chị nhá. Đây, những cái chi tiết đầu ốc này. Nguyên những cái dấu chấm sơn rất là mới đúng không ạ? Quá mới rồi. Đó, chiếc xe đi 14.000 km. Ở đây này thì cũng có những cái ốp ở các bậc lên xuống. Đó, ở hai bên đều có những cái bậc lên xuống hết. Xung quanh xe thì đều có một ốp mà dạng nhựa to bản màu đen, khác màu với màu của thân xe. Xung quanh luôn, từ đầu xe kéo dài, xung quanh xe đều có những chi tiết ốp ốp nhựa đen này. Đó, khác màu. Đó, khác màu với phần màu của màu thân xe. Các tay lắm cửa đều mạ chrome và có một cái đèn led báo rẽ ở đây trên gương chiếu hậu. Đó, xe thì đã được dán phim cách nhiệt hết rồi, cũng như là vè mưa. Đấy, gác mui đây, rất là đẹp anh chị nhá. Để kiếm một chiếc xe này thì không hề dễ, và một chủ từ đầu luôn, rất khó kiếm một chiếc xe đi 14.000 km. Thực sự với những anh chị nào yêu cái đẹp, đang cần kiếm một dòng xe với tầm tiền chỉ 690 triệu còn thương lượng, thì đây là mẫu xe không thể bỏ qua. Và chiếc xe thực sự là như mới rồi, cũng không nói quá đâu ạ. 14.000 km và tất cả là vỏ teo xe, sơ cua chưa lăn luôn. Đấy, tuần thứ 20 năm 2016 anh chị nhá. Rất là mới ạ. Rất là khó kiếm luôn. Đây vỏ này, vỏ mới tinh này anh chị thấy không? Rất là cao, sâu đúng không ạ? Đó.
phần đuôi sau đó, rất rộng rãi đúng không ạ, một mẫu xe 5 chỗ ngồi cực kỳ rộng rãi và thoải mái. Phần thân sau thì anh chị thấy cụm đèn hậu sau thì thiết kế rất đặc trưng của Mazda rồi, có giải đèn LED định vị này, đèn LED 3D luôn đó. Quá đẹp đúng không ạ. 4 mắt cảm biến lùi đằng sau và có hai đèn phản quang cũng như là ống bô kép. Phần mổ nhựa đằng sau cũng là dạng màu mổ màu đen to bản đấy, ốp ngay ống xả, hai ống xả kép anh chị nhá. Kiểu dáng quá trẻ trung và thể thao đúng không ạ. Rất khó kiếm ra một chiếc xe đẹp như này. Và những bên em siêu thị ô tô Bình Dương luôn luôn thích sưu tầm những mẫu xe phải đẹp. Đó. Đây, có một đèn báo rẽ ở trên ngay cái đuôi cá sau này. Đó. Đây là mẫu 5 chỗ ngồi, vậy mà rất là rộng rãi anh chị nhá. Rất rộng rãi luôn. Đó. Đấy, bên đây cũng vậy thôi. Tất cả tay nắm cửa đều mạ đều có khóa cảm biến thông minh này. Đấy, mâm đúc là răng 19 rất là đẹp. 4 tháng đi ABS. Ở bản này thì đầy đủ những cái tính năng an toàn rồi. Không phải bản rồi. Một xe cao cấp mà. Đấy, anh chị có thể thấy nhá. Tuần thứ 20 năm 2016, đây là đối thủ trực tiếp của CRV hay Tucson. Đó. Đẹp, và CX5 mình luôn luôn khẳng định được cái vị trí của mình. Đó, tất cả những cái chi tiết ốc này anh chị có thể thấy chưa bất cứ một dấu hiệu tháo mở là quá là mới luôn. 2016, 14.000 km anh chị nhá. Em xin nhấn mạnh lại như vậy, đúng 14.000 km. Quá mới, quá đẹp đúng không ạ? Đó, những chi tiết vỏ này. Đó, 4 bánh đều vậy, tất cả là vỏ theo xe hết anh chị nhá. Tuần thứ 21 2016, có thể là tuần 20-21 là bình thường. Bởi vì cùng date cùng năm mà được rồi. Đó, khác tuần thì không sao cả. Đó. Và chiếc xe thì còn khám xét lưu hành như phí đường bộ rất là miên man đến tháng 2 năm 2021 nha anh chị nhá. Cực kỳ là miên man rồi. Đấy, thì rồi. Đây là phần ngoại thất của một chiếc xe đi 14.000 km thì phần nào anh chị cũng đủ hiểu chiếc xe đi ít rồi đúng không ạ? Sau đây thì em sẽ giới thiệu vào phần nội thất của mẫu xe này cũng như là khoang động cơ. Đây, chiếc xe này đây là bản cao cấp của CX5 thì còn một bản 2 cầu nữa nhưng đây là bản 1 cầu. Đó. Đây. Tất cả là có hai ghế điện anh chị nhá. Và ghế tài thì là ghế chỉnh điện 10 hướng có nhớ ghế luôn. Đó. Ghế chỉnh điện 10 hướng có nhớ ghế luôn. Đây bảng tắp ghế cửa bên tài này, bảng khóa điều khiển này, tự lốc cửa này, gương chỉnh kính chỉnh điện. Đó. Và tông màu chủ đạo của CX5 là tông màu đen, phần nhựa kết hợp phần da theo xe. Đó, màu đen anh chị nhá. 2016, 14.000 km rất mới. Ở bản này thì có sử dụng loa Bose nhé, nghe nhạc rất là chất luôn anh chị ơi. Loa Bose này, 6 loa Bose này. Đấy, các bậc lên xuống đều ốp inox chống chảy xước này. Đấy, mọi chi tiết đây. Em sẽ giới thiệu sơ qua một cái cánh cửa này thôi anh chị nhá. Tất cả những cái chi tiết keo chỉ là zin tuyệt đối luôn. Đó. Không bân phần nào, như mới anh chị ạ. Và mở chiếc xe này ra thì đúng là nội thất đúng là còn thơm mùi xe mới á. Rất là mới anh chị ạ, những cái dấu hiệu này. Đấy, những cái chi tiết này còn nguyên những cái dấu chấm sơn. Quá mới đúng không ạ? Có gì để bàn đâu. Cho một chiếc xe đi có 14.000 km thì mọi chi tiết là nguyên bản này, cái bản này đây. Cái một chiếc xe mà cái cửa tài là cái người ngồi nhiều nhất. Đó, anh chị có thể thấy không? Quá là mới đúng không ạ? Và hàng ghế đây. Ghế da anh chị có thể thấy nó rất là mới và không bị nhàu. Đó, rất đẹp. 14.000 km thơm phức mùi xe mới luôn. Đó. Hai ghế điện anh chị nhá. Ghế phụ thì có 6 hướng thôi, chỉnh điện 6 hướng thôi. Ở đây thì đầy đủ những cái cân bằng tính năng như cân bằng điện tử, khởi hành ngang dốc, hỗ trợ lực phanh điện tử. Đấy. Phanh điện tử, phanh tay điện tử, hỗ trợ lực phanh khẩn cấp. 6 túi khí cơ, 6 túi khí an toàn. Đây. Mặt đồng hồ dạng 3 ống này. Và đây đúng anh chị nhìn nhá, 14.000. Chiếc xe không bao giờ biết nói dối anh chị ạ, 14.530 km em bao chuẩn tuyệt đối cho anh chị luôn. Đấy, mặt táp lô thì những chi tiết ốp nhựa pha da rất đẹp. Vô lăng 3 chấu. Và trên vô lăng này tích hợp đầy đủ những cái tính năng an toàn. Âm lượng, chế độ đấy. Kiểm soát ga, đầy đủ hết, ga tự động.
rất đầy đủ, vô lăng ba chấu bọc da anh chị nhá. Anh chị nhìn giúp em ăn những cái khóe vô lăng này, quá mới đúng không ạ? Đó, thực sự là một chiếc xe đi ít thì anh chị nhìn rất nhiều yếu tố để khẳng định mà rất là mới đúng không ạ? Và bên em thì luôn luôn cố gắng sao mà mang đến cho anh chị những chiếc xe chất lượng nhất. Đó. Mặt đồng hồ ở đây, loa giải trí, đấy. Một cái màn hình khoảng 7 inch kết hợp chỉ đường, nhưng đầy đủ hết tính năng an toàn anh chị nhé, đầy đủ tính năng an toàn, cũng như là giải trí, chỉ đường, radio, bluetooth, nghe đầu DVD, điều hòa ở đây là điều hòa hai vùng độc lập, điều hòa hai vùng độc lập luôn, rất đầy đủ. Hộp số ở đây là dạng hộp số 6 cấp anh chị nhé, 6 cấp này, đây có nút sport này, nghe dầu gần như là tăng tốc anh chị nhé, thăng tay điện tử này, đấy. Hộp số 6 cấp dạng thẳng luôn, không có rích rắc như ngày xưa. Đây là những cái nút điều chỉnh cho cái màn hình giải trí. Ở trong này là những cái cổng cắm này, rất là mới, và anh chị có thể thấy những cái chi tiết đây, cục cần số đây, chưa có một vết bóng nào đúng không ạ, quá mới rồi. Ốp những cái mạ chrome này, mạ bóng này, rất đẹp và sang. 6 túi khí nha anh chị nhá. Đó. Quá đẹp phải đúng không? Ở đây thì hai khóa điện đầy đủ và khóa đèn lồ thông minh, đèn lồ start top này. Đấy, đèn lồ start top này. Gạt mưa tự động cũng như là đèn pha tự động luôn. Đó. Quá đầy đủ luôn. Tự động tắt dừng xe khi dừng đèn xanh đèn đỏ, i stop. Đó, đầy đủ lắm. Đây, em sẽ ngồi ở ghế sau. Và tất cả là nguyên bản anh chị nhá. Đó. Đó. Đây. Bản này đây, rất mới đúng không? Mọi chi tiết là quá là mới. Có một điều hơi tiếc là hàng ghế sau không có hốc gió, hơi tiếc một chút so với những đối thủ của phân khúc, nhưng mà không sao. Em nghĩ là mỗi một hãng người ta sẽ có những cách tính khác nhau để làm sao mà mang đến cho quý khách hàng khi mà mua xe những cái trải nghiệm tốt nhất. Đó, những cái chi tiết ốc anh chị thấy không? Mới keng luôn, chưa một vết tháo mở nào cả, rất mới. Anh chị nhanh tay để sở hữu mẫu xe này nhé, có 102 đó. Trên là cửa sổ trời, cửa sổ trời, cửa sổ trời này, gương chống chói này, gương chống chói, đèn trần, hai cái đèn trần nhá anh chị nhá, ở hai ghế đều có đèn trần cả, rất đẹp rồi. Rồi em sẽ quay đến phần khoang hành lý. Là một mẫu SUV nên là khoang hành lý quá là rộng rãi đi, rộng rãi đúng không ạ? Quá rộng đi, rất là rộng, tha hồ anh chị để đồ luôn cho những chuyến đi chơi xa. Nó gần như là một cái giường nhỏ cho em bé nằm. Và đây là bánh sơ cua nhá, bánh sơ cua là chưa hạ anh chị nhá. Đó, anh chị có thể thấy không, 2016 sơ cua chưa hạ, đi đúng 14.000, vỏ đeo xe hết, quá đẹp rồi đúng không ạ? Đó, những chi tiết là nguyên bản, những chi tiết nguyên bản hết đúng không ạ? Những chi tiết ốc chưa tháo mở này. Đó, đó anh chị ơi, quá đẹp rồi. Và mức tiêu hao nhiên liệu của mẫu xe này khoảng 7 lít 4 cho ngoài đô thị và 8 lít 7 cho đi hình kết hợp anh chị nhá. Quá hợp lý rồi. Đó, những chi tiết là mới tinh, đó, nguyên bản hết anh chị nhá. Tuyệt đối là không có đâm va thủy kích, em Hoàng An cam kết tuyệt đối luôn. Và đồ nghề này còn chưa dùng đến cơ. Đó, đồ nghề chưa dùng đến, rất đẹp đúng không? Vỏ sơ cua chưa lăn luôn, quá mới à. Đó. Rồi em sẽ cho anh chị xem phần khoang động cơ nha anh chị nhé. Bên đây cũng vậy thôi, các cửa này. Đó, những chi tiết ốc bản lề này, rất đẹp đúng không? Phần tabi này là mỗi có phần da này kết hợp phần nhựa màu đen. Đó. Đóng cửa rất là chắc đây. Thực sự khó kiếm đúng không ạ? Cho một chiếc xe 2016 4 năm sử dụng và như chủ xe không đi đến 14.000 km thì như xe mới rồi. Đấy, ở bên ghế phụ này thì có ghế chỉnh điện 6 hướng anh chị nhá. Đó, ghế cũng rất là đẹp. Những cái mũi ghế ngoài này không hề có xẹp lép gì cả, không hề nhăn nhó. Đó, rất đẹp à. Rồi sau đây em sẽ giới thiệu đến anh chị phần khoang động cơ anh chị nhé. Chiếc xe này sử dụng động cơ 2.5 và mức tiêu hao nhiên liệu cũng rất là ổn.
Đấy, những cái chi tiết đây. Ốc máy đây. Ốc phuộc đây. Mới tinh đúng không ạ? Đó. Mới chưa ạ? ...2016. Anh chị ơi, 14.000 km như mới rồi. Máy nổ rất là êm ái đúng không ạ? Quá mới rồi. Anh chị nhìn những cái cục ABS trong này. Đó. Chưa động chạm bất cứ một con ốc nào. Em còn cam kết tuyệt đối vấn đề đó. Đó. Mới keng luôn. Nguyên bản hết anh chị nhá. Đó. Rất là đẹp. Rồi. Đó, những cái keo chỉ là zin tuyệt đối nha anh chị nhá. Rồi anh chị ơi, trên đây là mẫu xe CX5 2016, máy 2.5 một cầu, mang biển Bình Dương, đi đúng 14.000 km không một lỗi nhỏ, bao chuẩn đồng hồ, bao check test thoải mái cho anh chị. 690 triệu và hỗ trợ ngân hàng cho mẫu xe này đến 450 triệu. Anh chị quan tâm alo trực tiếp cho em An theo hai số hotline 0943 444 550 và số điện thoại 0968 390 391 anh chị nhá. Một lần nữa thì em Hoàng xin cảm ơn anh chị và hẹn gặp lại anh chị ở những mẫu xe tiếp theo. Kính chúc tất cả anh chị thật nhiều niềm vui, sức khỏe. Xin chào và gặp lại anh chị.